xin chào tất cả các người, ta là Kaido Tứ Hoàng đây. Thì hôm nay ta đã trở thành đứng luôn rồi. Ta quá mạnh, ta với một tỷ máu. Mặc dù ta có khả năng chết, nhưng mà không đứa nào có khả năng đấm một phát ta chết luôn. Vì vậy, hôm nay ta tìm cách để tự tử. Ok, được rồi, nếu các người muốn ta chết được, các người đừng quên để một like, share, subscribe để ủng hộ cho channel của ta nha. Ok rồi, ok, thì hôm nay là mình sẽ giúp Kaido Tứ Hoàng chết một hit được nha anh em. Ok, thì đầu tiên mình từ từ Comment block. Đấy, ok, được của nó luôn anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ giúp Tứ Hoàng Kaido chết được nha anh em, chết được luôn. Đấy, vừa nãy thực tế là mình vẫn chết được, nhưng mà chỉ tội là đánh lâu quá. Khinh thường đúng không? Khinh thường chú ấy ba đúng không? Thì bạn cần một cái lệnh này này. Ok, em mình lấy con nào? Wizard Skeleton cái. À, được rồi. Đây, và chúng ta cần kính đúng không? Đúng rồi, mình cần khối kính mà là thủy tinh. Được rồi, đấy, đặt lên bạn ấy, sẽ đặt ra đây. Ở đây, các bạn biết tại sao mình làm kiểu lồng lồng không? Được rồi, tí nữa mình sẽ cho anh em biết nha anh em. Ok rồi, bây giờ thì bạn sẽ dán cái lệnh mà lúc trước mình cho bạn ấy, Diamond Sword đấy các bạn. Được rồi, cái lệnh kiếm kim cương tỷ level đây nha mà. Từ mình xóa hết đi, mình làm lỗi rồi các bạn ạ, mình tự tay mình làm lỗi rồi đó. Thì mình sẽ dán này vào. Ok rồi, bây giờ mình cần một cái gần gà đây nha mà. Gần gà đấy, mình chỉ cần để vào đây gạt phát mình sẽ được kinh kiếm kim cương. Ui, mười mấy tỷ sức tấn công luôn. Ai Wizard Skeleton mày, Wizard Skeleton ha mày. Ok, mình sẽ review lại sức xương cây kiếm này một tí các bạn ạ. Và các bạn cần cho mình một cái kiếm tạng, một lọ thuốc tàng hình. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ từ ấy, mình thích cái lọ thuốc tàng hình ở chỗ là ui skeleton tàng hình. Ok, bây giờ mình chuyển sang summon các bạn. Ấy wizard ấy không chưa, wizard này ấy nó bắn linh ta linh tinh, còn wizard này nó sẽ tấn công tất cả mọi con các bạn. Để mình xem chọi tàng hình cho nó. Con Wizard nó không thể tàng hình được bạn ạ. Ok, mày nhận một hit luôn. Ok, đấy là gọi là bình thường thôi. Mình mới review lại cái đấy thôi. Thì bạn biết rồi đấy, chắc bạn đã biết rồi đấy, tất cả mọi con đều có khả năng nhặt được đồ. Vì vậy mình cho thử xem cái con Wizard Skeleton. À đúng rồi, nếu như bạn muốn nhìn cho nó đẹp hơn đấy, thì bạn đặt lên trên đây cho mình một vlog. Comment vlog bạn nhi Inchan để bạn Inchan player. Cái này sẽ cho các bạn các enchant. Bạn ghi chữ protect cho mình nha. Protect này thì giới hạn là level 4 thì mình sẽ cho luôn luôn hoạt động. Lặp lại, thì các bạn biết tại sao mà mình không có cái câu kia không? Thì bạn ghi game rule nha các bạn. Game rule command block up. Đấy, con up xong rồi fail. Đấy là sẽ ra. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đặt cái này thì không cần rồi. Đấy, ok, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vứt cần gạt, vứt khối lạnh đi. Rồi được rồi, vứt khối lạnh đi, để những cái đồ cần thiết vào đây. Và chúng ta sẽ chuẩn bị, ok, mình nghĩ là cái gì đây, nét giờ ti, xem mình có lấy được kiếm nét giờ ti không nha bạn. Đấy, diamond không phải. Đấy, nét giờ ti đúng không? Phải nè giờ ít, nè giờ ti à? Phải luôn. Xem nào, nè giờ thì ta, nè giờ ít, nè giờ ít à? Nè giờ ít đây đấy. Hay nè giờ ít squad đây. Nè giờ is what sai gì ta? Thử ghi lại diamond nhé các bạn. The diamond, chắc là lại bị lỗi gì đó toang rồi anh em ơi.
À, mình lỗi rồi, mình sẽ xóa đi nha các bạn ấy. Thì mình thấy cái con Wizard Skeleton nó đẹp thì cứ xóa đi, mình thích là cho nó xóa cái này luôn đi, xóa cả chiếc squad luôn đi. Nè, nè, đó chết rồi. Nè, giờ xem nào. Chắc là cuối cùng bạn ạ. Nè, giờ ít e, ok được rồi. Nè, giờ ít e squad bạn ạ. Ừ, được của nó luôn anh em ạ. Còn cất cái kiếm kim cương đi. Không cần nhá, anh đi không cần. Gạt cân. Ok được rồi, bây giờ thì ok, thì bạn biết cái enchant đấy là cái gì không? Enchant đấy thì bạn nhìn nhá, cái kiếm mình đang cái tất cả mọi thứ đang không enchant đúng không? Cái ấy của mình đang không enchant đúng không? Giáp mình không đang không enchant đúng không? Thì bây giờ mình sẽ quét phát đấy, cái này thì giúp mình khi mình quét vào bộ giáp đấy thì nó sẽ enchant. Đấy, còn tại sao thì mình tại sao mình lại phải chuẩn bị thuốc tăng hình thì tí nữa bạn sẽ biết. Ừ. Đầu tiên các bạn thả thật nhiều Wither Skeleton cho mình nha. Đấy, xong rồi các bạn quăng bộ giáp à. Ừ, được rồi. Quăng bộ giáp vào thì bạn cứ để thật nhiều vào, để nhiều vào. À đủ. Ấy chích. À, con này ra ngoài này. Ok, các bạn phải để thật nhiều vào. Không thì nó sẽ không được bạn ạ. Ừ. Đấy. Mình để nhiều vãi nồi à. Nhiều này. Ok các bạn ơi. Xem đã có con nào. Ok. Để đến bao giờ mà chúng nó không. Đây 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 rồi, đến thời kỳ rồi. Bạn ném thuốc tăng hình vào. Ô, vẫn chưa có con nào lấy con ạ. Chưa con nào lấy kiếm. Ok, mình sẽ thử hết. Thì hết. Mày nhờ nên. Ô mày cát thả hơi nhiều con ạ. Ấy, này nhờn. Ô sao chém có 8 đam này? Chà. Cái kiếm tỷ tỷ sức tấn công đấy. Đừng có đùa, 10 tỷ sức tấn công ấy mà phát có chết không? Ủa chết. Ok được rồi. Nhờn. Chết hết chưa? Có một con nữa anh em ạ. Một con của chúng tôi này ấy. Bạn đây, lại đạt tiếp. Đạt đến khi nào mẹ giới hạn thì thôi. Đấy là đến khi nào bọn này nó chịu nhặt thì thôi anh bạn ấy, chỉ vì trong thế giới Minecraft có con nhặt có con không mà. Đúng không? Tức rồi này bạn. Ok được rồi. Ôi chết cha. Đúng rồi. Mình phải lấy thêm một cây kiếm riêng của mình nữa. Đấy, được rồi. Nào, được chưa? Ô, từ, hình như có con nhặt rồi. Có con nhặt. Chưa, vẫn chưa có con nào nhặt bạn ạ. Đủ. Mẹ. Ui, tính ra khó nhỉ anh em nhỉ. Ui, mẹ mắc khó luôn anh em à. Ui, mẹ. Chưa có con nào nhặt luôn. Oh my god. Rồi mình thả cho chúng nó ra cái. Chém chết hết cái. Ok thì bạn bắt buộc bạn phải chém chết hết nha. Không tí nữa là các bạn nhầm lẫn giữa con này và con này đấy. Cucuda. Ừ, được rồi. Mình nghĩ là mình sẽ thay đổi đối tượng như bạn. Sẽ là thay ma đi. Ừ, mặc dù là chết nhầm. Ừ, được rồi. Riêng thay ma thì bạn bắt buộc phải có một block mà nó che chắn được nha các bạn. Một block mà nó có khả năng che chắn được. Ừ, chết rồi. Wither Skeleton đi. Ừ, được rồi. Ví dụ như cái này. Ừ, được rồi. Hai block nữa đi. Chặn phát. Ừ, được của nó luôn anh em à. Xem là con zombie này nó có nhặt được không. Tức là nó, nếu nó không nhặt bộ xương, cái cục xương kia, tức là nó vẫn ấy các bạn ạ. Nó vẫn ấy. Con này nó không nhặt. Ừ, được rồi. Nhặt không? Không nhặt. Mẹ. Xuống nhặt mấy cái này đi. Ok được rồi. Quăng cái kiếm xuống. Quăng bộ đồ xuống. Xem chúng nó có nhặt không nhặt. Hoặc là nó phải cần cái kiếm bộ đồ kim cương nó mới nhặt bạn ạ. Ồ, nó mà không nhặt thì không hoàn thành được đâu bạn ạ. Ui, ê, trên nó chật cứng rồi. Wow, nó cũng không nhặt anh em à. Con này nó cũng không nhặt luôn. Ồ, mình nghĩ là do là bộ đồ Nezati ở bọn này nó không nhặt được. Bởi vì mình lúc trước mình thử. Ui mẹ con, ui, mấy nghìn con zombie con đấy luôn này. Wow. Mình nhớ lúc trước là con. Đây, thế nhở. Ok được rồi. Còn ok, thế này đi. Vậy bây giờ mình sẽ thay đổi bằng đồ kim cương như bạn. Để xem đồ kim cương nó có được không nha anh em. Ok nào. Thua phải thử anh em à. Thua phải thử ấy. Được rồi. Chuyển cái này thành thôi, xóa hết đi. Xóa hết đi nha bạn, phải xóa hết đi cho nó nhanh. Đấy, chứ còn kia lâu lắm anh em à. Ok, được rồi, cái chút dán vào.
Ok được rồi. Giờ mình cần một bộ giáp kim cương. Không thì anh cho em một cái nó nhặt một cái kiếm kim cương mình cũng được rồi. Có nhặt đâu? Không nhặt này. Ok được rồi, nhặt một cái kiếm kim cương đi anh em ơi. Ui thằng con kia nó cầm cụ kiếm sắt rồi, nó đếch đổi được kiếm kim cương bạn ạ. Ui. Oh man. Ok, để xem con nào nhặt kiếm kim cương chưa. Chưa ạ. Oh, sao có một con này? À đúng rồi. Cái con kia đấy là cái con zombie cầm kiếm, đúng rồi. Nào, nào. Ui giời ơi, con zombie cầm kiếm nãy giờ chưa chết. À đây là ý. Wow, bắn xa vãi nồi anh em à. Ui, chết hết chưa? Chết hết, quan ạ, chưa chết hết. Ok được rồi. Wow, vẫn còn luôn ạ. Ui, ui cái này anh em có thể chôn bạn bè luôn ấy. Ui, cái gì đây? Có con nào không ta? À đây, mấy con zombie nhỏ bạn ạ ấy. Mấy con zombie nhỏ á. Được rồi. Ui, mắc nhiều hơn anh em ạ. Ui, chém con này nữa. Ok được rồi. Con này còn con này. Ok hết chưa? Ok được rồi, hết rồi đấy. Mẹ, không được anh em ạ. Bọn này nó không chịu nhặt. Ui, nó không nhặt này. Đúng rồi, nó không nhặt. Không nhặt với chúng tôi này. Zombie không chịu nhặt. Còn con nào nhặt không nhỉ? Trong tất cả mọi con thì mình biết mọi con Wither với cả zombie là nhặt được kiếm mà nặng. Đấy, ví dụ con Wither đúng không? Đấy, ném này. Đấy. Có lúc nó nhặt, có lúc nó không nhặt đâu bạn. Đấy, cháy không sao. Ok thì mình cứ đặt đi. Đấy, rồi. Được con nào hay con đấy các bạn ạ. Hy vọng. Ui. Tức mình nghĩ là trong phiên bản này là cái này nó chỉnh sửa đấy các bạn ạ. Đấy. Cái bọn quái vật này nó đã được chỉnh sửa. Ok được rồi. Ui mẹ. Ui. Khỏe mấy rồi. Ui. Vậy bây giờ chúng ta đã test rồi. Mình định cho tất cả bọn này nó đều mặc giáp kim cương level mấy tỷ này, nhưng mà chúng lại không cầm. Quá khó để giết được tứ hoàng Kaido anh em ạ. Ok để xem nào. Có cách khác không? Ok. Đây mình nghĩ là mình sẽ tạo ra con Wither. Mình sẽ dồn một đống Wither dưới này. Mình sẽ tạo ra một đống Wither. Được rồi. Ê chết rồi. Quên mất cái đặt kính à. Đặt block kính à để cho nó có thể đặt được bạn ạ. Được rồi. Đặt đống Wither này, con nào nhặt được thì con đấy chém phát chết luôn anh em ạ. Ui. Vãi cả nồi con ạ. Ui. Đông thế nhỉ? Ui. Wow. Mắc đông luôn anh em ạ. Bốn ô mỗi ô mẹ. Ô chưa được 25 con đấy. Ui, nó mất máu kìa. Không mất máu. Ui mẹ, mắc đông luôn. Xem có con nào nhặt không? Không nhặt luôn ạ. Tức là bây giờ bọn này nó sẽ không thể nhặt được. Ui. Wow. Một nhùi kiếm luôn bạn. Ui. Ok. Bây giờ phải đồ sẽ thử nha các bạn. Chết rồi, nhầm. Nhưng mà lần này mình nghĩ là mình sẽ cho Kaido. Đây là cái gì đây? Kiếm bút xem nào. 9999 255. Từ từ. Đấy, 255. Mình định tăng gì không? Đúng rồi, hợp lý nha mà. Đúng rồi, thế mà cũng không nghĩ ra các bạn ạ. Ui. Chém hết Wither đi các bạn ạ. Được rồi. Okay. Diệt hết Wither đi nha các bạn. Trước tiên mình phải diệt hết Wither đi đã. Còn cái đống ở dưới kia thì thôi. Tạm biệt em nhé. Bất kể ai cũng phải chết. Nên là thôi lấp đắp mộ cùng tình bạn ạ. Đắp mộ cùng tình cho bọn này. Đấy, đắp mộ cùng tình. Đấy, được rồi. Tắm một cùng tìm bạn ạ. Thôi để luôn đây đi. Ok được rồi. Thế cũng không nghĩ ra bạn ạ. Được rồi. Bây giờ nha các bạn, mình sẽ thay cái này đi. Thay cái này bằng cách là mình sẽ ghi là các bạn ghi cũng ghi là cái câu lệnh mà chúng ta em chặt đi vào đi vào A cộng E nha bạn. Các bạn nhấn dấu ngoặc vuông này, các bạn ghi trip bằng Wither. Thử xem có được không nha các bạn. Wither các bạn ghi là trend nha em.
Các bạn chắc các bạn cũng hiểu cái câu lệnh này là như thế nào đấy. Hey, oh my god, steady. Mẹ bọn Twitter này đông quá. Chắc mình phải lấp cái lỗ này lại thôi, phòng tránh trường hợp mẹ mình ngã xuống toang đấy. Toang đi em ạ. Ui giời ơi. Ấy cũng như là bọn Twitter được cường hóa này. Ui giời, ok, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ test thử nha em. Rồi, chúng ta phải dùng cho cái đồ chứ. Chandiver player here book 999999255 đấy, ok được rồi, ok Chandiver player nhầm regetting máu bạn ạ, 999999 chết rồi, 255 chết rồi mẹ, mình cứ nhầm bạn ạ, ok được rồi, chúng ta sẽ chuyển sang game mod survivor. Dựng luôn bờ lóc kính ở đây, dựng luôn khối gỗ ở đây. Ui. Con Twitter được cường hóa cho ta. Xem nó có chết không nhỉ bạn. Ui. Ui từ từ để mình kiểm tra đây bạn. Game mod Carver xem nào. Chỗ ăn vàng là mình sử dụng ấy mà. Wizard này, ok. Bộ xương Wither này, đích chết à? Wow, vậy tức là chúng ta vẫn chưa tìm được ai có thể giết được tứ hoàng Kaido cả anh em ạ. Ui. À đúng rồi, nhầm, con ạ, mình nhầm. Wither, không phải Wither, phải là Wither Skeleton mới đúng. Ok, được rồi. Để xem nào. Ok, được rồi đấy bạn ạ. Ok. Nào. Game mod Sivan. Một đống team đến từ vị trí của cấp cài đồ dung một hai bảng. Để xem. Đấm anh đi. Ui. Oh my god. Game mod. River. Wow. Ui mẹ. Ui. Kinh thật anh em à. Ui đập cho bay đầu, bay mũ luôn bạn ạ. Đù. Gát đấy, được của nó rồi anh em à. Vậy tức là ấy tứ hoàng Kaido đã bị hạ trước cái gì nhỉ? Trước Hiyabusa nào. Ấy. 255 ấy, ok được rồi. Thì bây giờ mình sẽ cất luôn cái kiếm này đi nha bạn. Ồ, mình đã bị tứ hoàng Kaido đã bị hạ gục trước Wither Skeleton. Ơ chết rồi. À quên. Ok bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái này nha bạn. Ấy, chưa. Ui mà một phát lúc ấy mình nhớ không? Là mình tăng sức mạnh cho mình ấy là mình đấm một phát là con Wither mình mà đấm một phát là con Wither nó chết luôn đấy bạn ạ. Wow, thế mà con này. Wow. Tính ra bộ giáp của mình mạnh nhỉ các bạn nhỉ. Nhầm. À, player này. À, cái gì nhỉ? Project ấy, level 5 có được không ta? Không được, cái này tối đa level 4 nữa các bạn ạ. Trời. Chém. Ok. Ok bạn ơi, game. Xin rồi. Game mod Survival. Oh my god. Thôi. Run anh em ơi. Run. Thôi. Lên game mod. Nó không nhìn thấy mình mà đã. Ok được rồi, mình sẽ ít chance give a player regetted máu. Ui. Chín. Ui. Chết rồi, xong toang luôn anh em ạ. Ui thôi anh ơi, từ anh ơi từ anh ơi, chạy. Ui con này nó dí dài mất rồi các bạn ạ. Wow, ok được rồi, bạn cứ đợi đấy.
để em tí app chat đi vào player chế độ get tụt máu 9999999 255 ok G. Oh my god, từ từ anh ơi, từ từ thì khoai với như anh ơi, khoan. Ok, app evil player mình cần invisible bạn ạ ấy, 99999 mình cần thời gian thôi. Ok được rồi, chào anh, em đứng đây. Ôi nó vẫn biết mình ơi, nó vẫn biết mình em ơi. À không, mình mặc giáp mà sao nó biết? Từ anh ơi, từ hãy xem. Á đủ. Ui dò Apple. Mấy mà các bạn thấy thanh máu của mình dài không bạn? Đây, bạn nhìn đây, thanh máu của mình dài lắm đúng không? Mình sẽ chuyển sang F1 cho anh em xem. Quýnh em đi. Một hit, hai hit. Ui nó nuôi một phát vỡ sạch ra bạn ạ. Ui vậy tức là chúng ta đã được tìm được sức mạnh đủ để hủy diệt được tứ hoàng Kaido bạn ạ. Ok mọi người, chúc cho video của mình kết thúc nha các bạn. Nếu bạn làm video này, đừng quên để một like, share, subscribe để ủng hộ trên channel của mình nha. Ok.